Xin chào các bạn, trên tay mình đang là chiếc điện thoại Nokia 8800 vàng hồng da trắng, phiên bản Limited. Sản phẩm đã được trưng bày và bán tại cửa hàng cường.com.vn. Chiếc 8800 này thuộc dòng Atte mới nhất của Nokia, sản xuất vào năm 2009. Bao bọc nó là một lớp vỏ vàng hồng và hai miếng da trắng, tạo cảm giác cực kỳ sang trọng và đẳng cấp. Như các bạn có thể thấy ở đây thì máy được thiết kế ở dạng trượt, bàn phím T9 được ẩn dưới lớp vỏ ở bên dưới này. Mặt sau máy là nắp pin và camera có độ phân giải 3,2 megapixel. Hai bên hông máy thì không có phím trợ năng nào, các phím tăng giảm âm lượng đã được tích hợp vào các phím lên xuống ở đây. Bên trên máy là nút tắt mở nguồn, còn ở bên dưới máy là cổng sạc micro USB. Máy không có cổng tai nghe mà thay vào đó sử dụng tai nghe Bluetooth. Một điểm đặc biệt ở chiếc Nokia 8800 vàng hồng da trắng phiên bản Limited này, khi các bạn trượt máy lên, các bạn có thể xem được các thông tin như sau. Vỏ máy sử dụng vàng hồng 24K, thiết kế tại Anh và đặc biệt là nó không bao giờ bị bay màu. Chiếc 8800 này có 2.000 bản trên thế giới và trên tay mình là chiếc thứ 1452. Sơ qua về bên ngoài máy là như vậy, hãy cùng tìm hiểu qua về chức năng bên trong của nó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tháo máy ra và lắp pin và sim vào. Đây là khe sim của máy. Khe sim này đặc biệt ở chỗ là nó có thể tháo ra và lắp vào được. Nhiều người khi mua 8800 thấy khe sim này có thể tháo ra lắp vào thì người ta vẫn lo sợ rằng là đây là một chiếc 8800 không đảm bảo chất lượng. Nhưng thực ra đây là thiết kế đến từ Nokia để hỗ trợ các bạn trong cái việc là nếu như các bạn có bẻ nó hơi quá tay thì nó cũng sẽ không bị gãy. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bật máy lên xem. Phone này sử dụng giao diện sim biển với các tính năng y hệt như các dòng sim biển khác, đều có các chức năng như là giải trí, nhắn tin, nghe gọi. Với cái việc chức năng của nó không thể so sánh với các dòng smartphone như hiện nay thì cái điều quan trọng nhất mà chúng ta quan tâm ở chiếc 8800 này đó chính là chức năng nghe và gọi. Và bây giờ mình sẽ thử gọi một cuộc vào chiếc 8800 này. Và đây là màn hình hiển thị số điện thoại gọi đến. Các bạn có thể bấm vào phím trả lời ở đây hoặc là các bạn có thể trượt lên để nghe điện thoại. Loa và mic của chiếc Nokia 8800 này trong lúc đàm thoại nó rất là tuyệt vời. Có thể qua clip này thì mình không thể truyền đạt cho các bạn được rằng là nó tuyệt vời đến mức độ như thế nào, nhưng các bạn có thể đến cửa hàng tại 39 Võ Văn Dũng, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội để có thể trải nghiệm cái điều đấy. Ngoài ra thì nếu như các bạn đã quan tâm đến vấn đề giải trí hay là danh bạ điện thoại thì bộ nhớ trong của chiếc 8800 vàng hồng da trắng này nó lên đến 4GB, có thể giúp các bạn ghi nhớ được rất nhiều loại nhạc, hình ảnh và rất nhiều số điện thoại, có thể lên đến hàng nghìn. Ok, vậy là mình đã giới thiệu qua cho các bạn về con 8800 vàng hồng da trắng. Và nếu như bạn nào muốn tận tay tìm hiểu hoặc là tận mắt xem nó như thế nào thì các bạn có thể qua cửa hàng tại 39 Võ Văn Dũng hoặc là liên lạc với chúng mình qua hotline 0987565656. Các bạn có thể nhắn tin, gọi điện, Zalo hoặc là Viber. Xin cảm ơn các bạn.